Hello my friend and welcome to the game The Mysterious Cloud my friend. Mấy fan hỏi Dũng đọc tên game ở đâu vậy hả? Mấy fan không thấy tên game à? Tất nhiên là mấy fan không thấy rồi. Nó có cho mấy fan thấy rồi mà thấy. Chỉ những thằng tải cái game này về nó mới thấy my friend. Game này dịch qua tiếng Việt có nghĩa là một người một chú hề bí ẩn my friend. Ghê ghê. M nữa hả? Lại là M. Mặc dongle my friend. Gì đây bé? Mọi người đang làm gì vậy? Đồ ạ, hơi đau mắt mấy bạn ấy. Cho lên trước cái. Nhường phát ấy. Mình làm gì có văn hóa xếp hàng mấy bạn. Lô. Ủa cho thằng này bên này đứng đây làm gì? Tại sao cứ phải xếp hàng một hàng vậy? Quay nào mà chả là quay phục vụ. Mọi người ồn ào quá. Mình chỉ đái phát một người nào của mày ra. Jeez, mày ăn cái gì mà nước tiểu vàng khè này? Nước tiểu mà màu vàng có nghĩa là mấy fan đang bị ốm hoặc là cơ thể mấy fan nó không được. Ba chấm nha mấy fan. Game này quen quen. Để mình lục lại trí nhớ coi hình như hồi trước mình chơi một game như thế này rồi thì phải. Mấy fan có nhớ không? Cùng là vô một cửa hàng đồ ăn mấy fan đông quá rồi bắt đầu mình ra vô đi đái phát xong rồi đái xong cái ba chấm. Oh shit. Ok, lại có một cái video mang tựa đề là đang đi ăn tối thì lạc vào backroom my friend. Đến hẹn lại lên mỗi tháng một lần. Dũng nó lại rơi vào backroom. Nhưng mà đây chắc gì là backroom. Gì vậy? Ai vậy? Chú hề bí ẩn đó phải không? Game có nút chạy chú hề ơi bí ẩn ơi. Ủa mà chú có gì đấy đâu mà mình chạy. Khỏe không chú? Mờ quá mắt cháu bị cận, cháu ra nhìn mặt chú cho nó rõ. Đừng có đâm cháu ế. Đừng có đấm cháu ế. Đừng có đá cháu ế. Ghê vậy cầm mứt. Chú nhìn mặt mình nha mấy friend. Để mình đang định bẻ cổ chú theo gọi là bị động. Mình đi vòng sau lưng chú mà chú nhìn theo mình chú tự chết thôi. Hello. Khỏe không? Jeez, đây là chú hề ít mà IT đấy mà, chú hề IT mấy friend, chú hề công nghệ. Chú hề có trái banh màu đỏ. Sao mình đi ngược lại được biết. Có gì hot? Giờ này khỏe chứ? Làm ăn được không? Gia đình như này thế nào? Hỏi dăm ba câu vậy thôi mấy friend. Làm quen, định làm bạn nhưng mà không làm được. Mấy friend tưởng gì làm bạn với người ta lắm à? Đúng gì ấy. Game đâu có nút chạy đâu. Mình cố gắng hết sức rồi đây mấy friend. Hết game rồi hả? Mấy friend đòi cái gì? Một cảnh rượt đuổi ngoạn mục hả? Những pha giúp gọi là tuyệt vời của Dũng hả? Rồi một kết thúc thật là mãn nhãn hả? Happy ending. Hello. Mấy friend nghĩ sao vậy? Game kinh dị 10 game trên 10 hầu như là làm deck gì có good end. Mà cái game này mình chơi rồi. Game này quen lắm. Cái gì đây? Ra đường đêm khuya mấy friend. Hello my friend and welcome to the game One Late Night at McDonald's my friend. Cũng là chữ M nè. McDonald's gì đó. Nice. Fries at all. Có thể họ sẽ bán gì có thể mình ăn được my friend. Cùng vào một cái tiệm đồ ăn nè. Gì đó. Damn it, there's a line of people. Thật, có quá nhiều người xếp hàng nè. Có phải phải đợi hơi lâu my friend. Mình cũng spoil này lỡ mấy fan chưa coi thì mấy fan đi coi đi. Hoặc là mấy fan thích coi thì mình spoil cho. Sao mạng như cái cục mít thế này. Alo. Xong mình vào nhà vệ sinh nè, mấy bạn có thể nhìn mình thu nhỏ để thấy nè, để mình giảm độ phân giải video xuống nè, tại vì mạng nhà mình bây giờ không được tốt lắm nè, mình để 480p nè. Chắc chắn mấy bạn sẽ coi được nè. Ghê thật video đi. 1600 lượt xem luôn, ghê vãi. Okay. Jeez. Shit. Trong game này mình còn được đi ăn hả? Ở đâu? Một thằng ngồi ăn còn mình phải đi đái mấy bạn. Phê. ASMR mấy bạn. ASMR rửa tay đâu ta? Hồi đó nhìn mình ốm hè, sao bây giờ nhìn mình mập thế? Mấy tháng rồi? Để mình game lại. Ngày 4 tháng 5 2022 mày friend, nay tháng 11. Sao tự nhiên im lặng quá vậy? Nhìn mình mập quá mày friend, mập như con lợn vậy. Mình phải tập thể dục thường xuyên hơn mới được. Đây thấy chưa?
Đi đái ra cùng đóng cửa tắt đèn, my friend. Mọi người đều hết rồi. What the hell was that? Ai vậy? What the hell? Không tốt một chút nào. Going crazy. There were so many people before. No. Đó. Hello. Khác cái gì nhau đâu mấy friend? Không khác cái gì hết á. Bây giờ mình đổi cái đồ họa này. Ok, hình như hai cái ending nó khác nhau tí thôi chứ còn game này có nút chạy không vậy? Từ từ để mình coi control cái này. Control đâu? Ok. À, nút shift là nút chạy. Có good end nè. Mình vừa nhảy xuống cái hố gì á. What the hell? Sao game dài vậy? Từ game kinh dị ngắn. Ủa, ý là từ game này chỉ có một end thôi chứ. Oh shit. Này mình lỡ mồm nói là 10 game kinh dị là 10 cái bad end. Game đang chứng minh là mình sai trong số tối quá vậy. Hey mấy friend nè, hello mấy friend. Sao nằm đây vậy mấy friend? Khỏe không mấy friend? Tất nhiên là mấy friend không khỏe rồi. Jesus, friend đã bị cắm cả đầu xuống dựng lòi hai cái chân lên thế này. Rất vui được gặp mấy friend, ok. Chúc mấy friend một ngày tốt lành, ok. Xin chào và hẹn gặp lại, ok. Bây giờ mình đi đâu đi biết. Cái hang này tối như cái hang, mấy friend mình thấy đường. Mấy friend có thấy đường nhưng mình lạc lối quá. Đây phải không ta? Mình đang chạy thẳng nhé mấy friend. Mình muốn cho mấy friend biết là như vậy để mấy friend không bị chóng mặt thôi chứ còn. Đây là đâu, vì dùng like thì cô chú biết được. Ôi, có cái gì trắng trắng kìa. Lại nhảy vào đây à? Con lợn nhân vật này không biết đồn cảnh sát hay là cái gì à? Sao cứ phải nhảy xuống hố rồi chui vào cống vậy? Đừng như nhân vật, hãy như Dũng mấy friend. Nếu như mà có một ngày mấy friend bị kẻ sát nhân hàng loạt tên là Dũng Dí thì mấy friend cứ tìm đồn cảnh sát hoặc là cơ quan chức năng gần nhất. Có tiếng nhạc nổi lên mấy friend. Họ quẹt rớt rồi hay sao ấy? Không thấy đường nữa. Hello. À lên được rồi nè. Nice. Từ cống này lên cống kia mấy friend. Hết game, good end. Dũng đã sai. Ủa? Không, Dũng đã đúng mấy friend. Không có bây giờ có cái good end cho những cái game kinh dị nữa hết. Ai vậy? Bạn hả? Mấy friend hả? Good. Cuộc sống mà đâu phải ai lúc nào cũng đúng đâu. Đôi khi mình được sai, được phép sai mấy friend này không? Lại một bài học trong game nó rút ra cho mấy friend chứ không phải là mình. Vậy là Dũng đã sai cho mấy friend. Game này với game kia khác nhau. Game này thì mấy friend tự coi đi hả? Mình không muốn spoil cốt truyện cho mấy friend này. Nếu mấy friend hứng thú hả? Nhưng mà mình thấy y chang nhau luôn á. Cùng vào một cửa hàng đồ ăn nhanh của chị M, không dám nói đầy đủ tên tại sợ bản quyền. Xong rồi vô nhà vệ sinh đái phát mọi người biến hết. Xong rồi ra bắt đầu bị dí. Còn game này như nào mình quên mất rồi. Yeah. Cảm ơn mấy friend theo dõi, ok. Game vừa rồi không phải là game này đâu. Game vừa rồi là game The Mysterious Cloud, mấy friend. Chú hề bí ẩn, kinh dị, bí ẩn gì đó. Chúc mấy friend một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Good, bye. See you again.